mất đi một người như mất cả bầu trời. Em chắc đau lòng phải không em? Huy thấy rằng là càng ngày Tú càng thể hiện rất là rõ ràng hơn về cái dòng nhạc mà mình đang theo đuổi, rõ ràng hơn về hình ảnh của mình. Bây giờ thì mọi người khi nhắc đến anh Tú thì mọi người vẫn luôn nhắc về một anh chàng đẹp trai. Chứ lúc đầu Huy cũng có chia sẻ đúng không? Nụ cười tỏa nắng. Rồi mọi người cũng nói là Tú hát thì rất là cảm xúc và cũng rất là nhiều những cái tâm trạng của mình đặt để vào trong mỗi ca khúc. Thì chắc là cái sự nghiên cứu của Tú trước khi bắt đầu hát một ca khúc nào cũng sẽ rất là kỹ càng hả? Cái quá trình mà Tú tiếp cận với một bài hát mọi thứ nó sẽ như thế nào? Mình sẽ đọc lời đầu tiên. Cái việc đầu tiên là mình đọc lời để mình hiểu được cái bài hát đang viết về cái gì. Và mình sẽ đặt cái cảm xúc của mình, chứ mình không có đặt cảm xúc của nhạc sĩ quá mức đâu. Mình sẽ là nghe và mình đặt cái cảm xúc của mình vào cái bài hát đấy. Bởi vì như các nhạc sĩ có nói với cả Tú ấy, các anh ấy viết ra ấy, các anh ấy không muốn là người ta hát đúng theo cái câu chuyện của anh ấy quá đâu. Các anh ấy muốn là cái người ca sĩ đấy, người ta phải đặt cái cảm xúc của người ta vào cái bài hát và mặc cho cái bài hát đấy một cái áo mới. Nó không bị bay quá xa so với cả cái cốt truyện, nhưng mà nó phải là một cái gì đấy mà người ta nghe cái người ta thấy cái sự khác biệt. Ví dụ như anh Tú hát bản tình ca đầu tiên khác với cả Duy Khoa hát bản tình ca đầu tiên là tại sao? Thì ví dụ như anh Duy Khoa thì anh hát rất là thư sinh, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà đối với cả Tú thì nó có cái sự quyết liệt. Bởi vì tính Tú rất là quyết liệt, thế cho nên Tú không thể nào mà hát kiểu thỏ thẻ nhẹ nhàng được. Và mình phải đẩy đúng cái tinh thần của mình. Thế cho nên các bạn fans, các bạn sẽ cảm nhận thấy được là à, mình nghe cái bài bản tình ca đầu tiên này là của anh Tú hát đây này. Đó, nó rõ ràng, nó khác biệt nhau như thế. Thì cái điều đầu tiên mình sẽ đọc lời. Việc thứ hai là mình ướm cái giọng của mình vào để lấy cái màu sắc. Việc thứ ba nữa là mình đo tông. Mình phải thử xem là cái bài đấy nó có thật sự là phù hợp với mình hay không. Còn nếu nó mà không phù hợp ấy thì mình không tham làm gì, không cố làm gì. Nói thiệt, chia sẻ với mọi người ấy, rất nhiều người cứ cố lựa bài, ngay cả mình thế. Mình rất là hay cố kiểu là kiểu chinh phục bài này bài kia ấy. Nhưng mà khi mà mình lớn rồi thì mình thấy được là mình chinh phục nhưng có giới hạn. Nó hơn là cái việc mình chinh phục nhưng mà nó quá sức với cả màu giọng. Nó sẽ bị lệch lạc hẳn một cái bài luôn ấy. Thế cho nên mỗi người sẽ có một cái vùng đất và mình hãy làm tốt cái vùng đất đấy đi đã. Sau đó là mình mở rộng ra sao cũng được. Đó. Cái này tôi đã từng chia sẻ cho các bạn fan nghe chưa? Lâu lâu thì mình chia sẻ ở trên các cái livestream hoặc là các thứ thôi. Okay. Tại vì hôm bữa trước thì có hai ba bạn khán giả, hai ba bạn gửi tin nhắn về cho chương trình thông qua một cái chương trình. Thì hai bạn nó nói rằng là nếu như mà có gặp được anh Tú trong một chương trình trên nền tảng của IHTV hay Báo Thanh Niên thì anh Huy nhớ đặt một thử thách cho anh Tú. Tôi dẫn vô chương trình là có lý do hết. Tôi hỏi cái điều kia tại vì lý do tiếp tới là một cái thử thách của khán giả, của thính giả dành cho bạn. Ok. Thử thách của mọi người là như thế này. Mọi người biết á, là Tú đã quen thuộc gần đây với những cái ca khúc nhạc nhẹ. Mọi người đã biết rồi. Nhưng mọi người nói rằng là ngày hôm nay hãy thử thách anh Tú hát một ca khúc hit của anh Tú, hoặc ca khúc nào anh Tú thích cũng được. Nhưng mà phải thể hiện với một cái màu sắc khác, chứ không được thể hiện với cái kiểu là nhạc nhẹ như anh Tú đang hát từ bữa đến giờ. Xem nào. Bài Rồi Con Tim Em Sẽ Lành là một bài mà mình hát ở trong Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân. Và hát theo phong cách gì ạ? Bây giờ mình sẽ hát theo kiểu hơi pha rock xíu. Ok. Rồi. Ngoài rock còn cái gì khác nữa đúng không? Mất đi một người như mất cả bầu trời. Em chắc đau lòng phải không em? luyến ngày xưa này. Thì nó cũng chỉ có thế thôi. Ví dụ rock nhá. Rồi, rock đi. Mất đi một người như mất cả bầu trời. Em chắc đau lòng phải không em? Hãy cho bản thân yếu đuối, không sao đâu mà. Đó. Ok. Màu sắc nó cũng nhiều, còn nhây nhây thì kiểu bolero như vừa nãy. Rồi. Nhiều bạn fans cũng thích mình kiểu nhây nhây lắm, kiểu là vài người nói em thật mạnh mẽ, hay vừa tỏ ra như thế.
buồn đừng giữ trong lòng, hãy nói ra. Đến là Mỹ luôn. Ok, vui rồi. Thú vị. Được mà đúng không? Được rồi đúng không? Coi như là được rồi. Nói chung là cũng nhờ các bạn fan, các bạn nói như vậy thôi mới biết là Tú cũng có nhiều màu sắc rất là thú vị. Chiêu trò. Cũng có nhiều chiêu trò. Chứ tưởng là đó giờ là cũng ít. Hiền lành thôi đúng không? Bởi vậy. Nhưng mà có một cái điều là dự án sắp tới của Tú á, thì có điều gì thú vị Tú có thể chia sẻ thêm với lại Huy với tất cả các bạn được không? Nếu mà show thì chắc là mình sẽ không nói, bởi vì những cái đấy là những cái plan. Là có tham gia hả? Có nhưng mà chưa thể kể tên được đúng không? Okay, có những cái plan của những cái chương trình mình sẽ không nói, nhưng mà mình sẽ nói về sản phẩm. Vừa nãy nghe Huy cũng chia sẻ với cả Tú là Tú càng ngày càng xác định rõ cái hình ảnh, cái gu âm nhạc. Và chính xác là như thế, hiện tại bây giờ Tú đang ấp ủ một dòng nhạc mà có thể mọi người chưa nghe nhiều về Tú. Đó là pop rock. Tú đang thấy có vẻ là Tú hợp với cả pop rock. Nhưng mà vẫn có một bài hát ballad, bởi vì Tú cảm thấy cái màu cảm xúc của Tú phải ướm vào ballad. Đấy là rõ ràng rồi. Và Tú thấy được là khán giả rất yêu thích Tú ở ballad. Nhưng mà Tú sẽ hát thêm một bài nào đó nó hơi pop rock một xíu, để cho mọi người thấy được cái sự cuồng nhiệt, cái sự điên dại trong âm nhạc của Tú nó ở mức cao hơn nữa. Và Tú rất là mong rằng cái món ăn tinh thần này, cái món ăn mà Tú mang đến dành tặng bằng tâm huyết của Tú tới tất cả mọi người sẽ được mọi người đón nhận. Đó, thì trong năm nay sẽ có thể là hai sản phẩm. Tú nói trước là sẽ có hai sản phẩm, một là một bài ballad đầy cảm xúc và hai là một bài pop ballad dành tặng tất cả mọi người. Ok.